của hình sự, hình sự gì? À, hình các bạn sinh viên hình sự 46B1 B2 B2 đúng không? À, nhóm học tập của Uy đúng không? Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Mọi người đã cùng nhau để tham gia một cái buổi rất là tuyệt vời. Ok, chắc là chúng ta hãy cùng nhau hát và chúc ha. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Vâng, chúc cho hội đồng hương sinh viên nghệ tính tại trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta càng ngày càng lớn mạnh và càng ngày càng phát triển bền vững. Không chỉ dừng lại ở con số 28 và sẽ là những con số tiếp theo đó nữa ạ. Và em rất mong và rất hy vọng là những anh chị cựu và sau này là kể cả chúng em nữa, là chúng em vẫn mong là chúng em vẫn sẽ được gọi là có thể giống như là anh chị là trở về với hội đồng hương để tham gia cùng các em sinh viên sau này ạ. Em cảm ơn anh chị nhiều. Và bây giờ em xin phép